Dạ cả nhà nha, mình ăn gà mình xào lăn nha, mình ăn với bánh mì nha, mình có mua gia vị nè, cải gì đó, đồ ướp mà. Bữa nay mình mần con gà mình ăn chưa nghe cả nhà? Mình có clip mình ăn, ăn chưa? Nắng gà đang gà nhà nuôi nha, mới mần luôn, gà trống nha. Ẩm ha. Ừ, ẩm ha. Mình là xào lăn. Đổi món. Gà trống. Gà này nhìn cũng dai vậy nha. Mình chậm trứng để mình ướp nha cả nhà. Nay mình chỉ tốn gia vị với bánh mì thôi nè. Bánh mì với hai cái hũ này với củ cải với củ hành thôi chứ không tốn gì nữa chứ. Đưa đũa. Gà chặt xong rồi nghe cả nhà. Gà tròn lụi hả? Gà này mập. Bữa mình cũng ăn con gà đá mà mình nấu lục lục xả. Bữa nay mình xào lăn. Này xe tới tôm mình không có cay nhiều nha. Cay nhỏ 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 là ăn được. He he chút xíu à. Này ăn được. Giờ nó mình làm nước chấm với nó luôn. Không có cái muỗng, mình đổ nước lên mình dạng đó. Nè được còn miếng đậu phộng nè. Còn như sải nhiêu nha. Nãy đi chợ quên mua. Cái này mua gùi vậy thôi. Nhớ cũng hôm mà đâu có húi đâu. Mua 15 ổ bán 18 ổ. Chẳng tiền. Nhưng chục. Đang cái trống rẻ hơn đây. 3 ổ 5 ngàn hay nhiêu đó không biết nữa. Cái trống bán 18 ngàn. Phải không ta? Đó là mình. Chắc gì bà nói gì ba ổ ngọt đút luôn. Nêm muối không? Nêm dặn muối chứ. Hột cà no. Hột cà no đâu? Có luôn hả? Hột cà no chứ. Cà no nè. Cha wasabi. Đầu tiên. Sợi lăn có ngọt ngọt chứ đâu có. Làm ngọt nó có hậu ngọt ngọt. Nêm thơm quá ha. Đậm đà. Nêm này đáng miếng như là đậm đà đó. Bây giờ bằm ớt rồi bằm xả rồi bỏ vô. Lần trước đi nấu đi hồi nó bằm bằm nước chấm cho. Để cho hấm đi bằm xả đi. Trộn lên để nó hấm chút rồi mình nấu nha. Dắt nước dừa. Dừa này dừa nhà nha cả nhà. Cái cây dừa đó, cây dừa mình đi quay đó. Nó rụng xuống cái mình lụm. Nó rụng mình lụm ăn cũng đủ, nó khỏi cần mình mua. Mình lụm đàng hoàng nha chứ không phải mình ấy nha. Để lại. Nó thích đấy rồi nó thử. Xả này xả Sóc Trăng đó. Mình hái cho chăng chút sợi bổ à. Ừ. Bự bự. Tép bự mà nó tốt nữa. Nó xanh nè. Ở dưới Sóc Trăng nên như vậy. Con gà này nó khá ghê luôn nè.
Vậy có dao bén không? Này không được. Ớt không mẹ? Để 1 trái 2 trái thôi để nhìn nó cay. 2 trái thôi. Nè, trộn xả vô trong luôn nha. Chim bị mình đập tỏi mình đi khử mình nấu nha. Cha với con rồi chúng mình đi nấu nha, để mình có chấm ăn cầu nó chín luôn rồi nè. À, nó là có ăn cầu dành đá rồi đó, vậy chưa nó có trái nào ra ra ngoài ha. Mấy cây đậu qua đậu đũa không nổi nay bò vàng chứ. Đại hướng dương. Nắng nó hơi heo heo. Cái cà tự nhiên nãy mọc bên đó ha. Cái cà. Cái cà. Chào mặt cô chú coi. Chào mặt cô chú. Đừng này chồng một thao luôn. Nhà sầu lăng. Ăn muốn trà. Ăn gà. Ăn gà bắn nhà. Thôi ông chồng bí nè. Ông gà dĩ lên luôn nè. Nãy mới ương lại nên nhìn chưa có tốt. Giờ mình thôi mình lấy cái máy tát mình tát lên cho chuẩn bị mình thử tỏi nha. Cho thịt vô nha cả nhà. Đây là hơn. Cái này nó hơi có ớt cho ăn nữa nè. Cái này bé cha. Nó cha thì ớt cha. Nó có ớt cha nữa. Này giờ có nắng rồi. Cái này nắng thì sẽ gì. Nếu còn thấy cái này có ớt cha ấy. Nó chở nó ăn khác nè. Nhưng mà mình nếp vậy là đủ như vậy là ngon nha. Nếp chút chung chút tự. Thấy nó đã như nếp chút. Nó hết chung chút cái tô. Các bạn mình đi ra tầm mà tầm xã mình làm nước chấm nha. Đây còn miếng tương hộp này mình nhìn cho nó nhuyễn nha.
nhuyễn nhuyễn là hồi mình thả mấy nước cốt đơn nhất vô. Cái mình ghen đậu phộng, mình để đậu phộng, mấy đậu phộng vô nữa. Xả cho nên như vậy thôi nha. Dạ chiêu quá chiêu. Mình cắt củ cải nè. Củ cải chỉ có màu mè thôi nha. Củ này nhỏ nè. Sắc cho sắc khoanh gì hết nè. Nhỏ xíu không, à sắc tròn á. Sắc tròn có làm bông lần qua nữa. Làm bông hay đó cô, là bông chưa. Lịch sử. Làm bông rồi đó, tao nói ra gì nha cái nhỉ. Mà cách đúng được. Thôi mình lại và nó không ra coi. Ui. Để hồi mình quay tiếp người xem mình cắt ra cái bông gì nha. Rồi chứ mình cắt cái bông thôi nè cái nhà. Đó, cái bông mình mất cười không. Mình có khóa mẹ. Trời ơi ta, đây đó trời. Cái trời bông, nó ra cái bông gì nè. Cái nè. Bông này bông sạch nha. Mua hai củ cải nhìn mất cười ghét không. Cái đây mình cũng trễ gì luôn chứ mình không biết sáng tạo à. Anh hai trễ về quá. Nó về ý kiến anh nha, không nghe mà. Dạ kêu quá kêu nha. Mình ăn về giá toán từ từ. Để coi mình cắt cái bông này ra cái bông gì nha. Cái bông này ngộ nha. Thì coi cũng tạm ổn đi. Ông mời cô chú làm luôn. Ông mời cô chú trong ở trong đường kho anh ha. Thì chắc cô hạnh nha luôn nha. Mình rỡ nha. Rỡ bên, bên đi. Mình sắc xả. Cắt mình tặng đi chơi chắc. Trời lại với hai tiên pháo quá trời khá là đi khá. Cậu hai hai con đi phá đó. Rồi chuẩn bị mình để vô. Để ra xả vô nghe nha. Chuẩn bị mình làm cái nước chấm nha. Rang phộng. Mình rang phộng nha. Chuẩn bị mình để ra nó cốt nhất vô nha. Nêm miếng đường ngọt nó là được nha cái nha. Nó đi bột ngọt không? À quên, nó muốn đi bột ngọt. Có nước cốt vừa nó muốn đi bột ngọt nha. Muốn đi đường. Mẹ ơi, ít 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 ít. Đừng đút trí. Rồi xong rồi mình quên để phỏng mình để vô cả nhà.
Gà chừng nào nó sắc xuống rồi. Sắc xuống mềm con gà xong. Chấm nấu cà ri với ta. Xà lăng nấu khô khô á. Mình sắc rồi mình để củ cải vô nha. Nó mình để cái hành sao ha. Hả cái bông mình sắc không? Mồ thật bẹt bời ra chưa? Để cho nó đẹp. Nấu một chút xíu nữa mình xè. Mày đập ba, đập ba đậu phộng chưa? Đập ba. Bỏ miếng vô luôn không? Không. Mày mới để ra một chút nước múc mới để. Mình để miếng vô trong cái nước trắng này nè. Ngoại gì à, ngoại gì à? Chuẩn bị để đậu phộng vô đây luôn nha. Còn miếng thì mình để bên nữa, mình để trên cái tô, nước cái tô mình ăn. Ok, let's go. Ok, let's go luôn rồi xong. Ngoài tắt. Mình chỉ đợi cho gà sắc xuống chút xíu nữa rồi mình thả con hành vô rồi lụm. Hey, xê lụm. Xê lụm. Cả nhà nha, mà cái nhà ăn chưa? Ăn gì? Gà xào lăng cho mình. Tự nhiên quên ngang hả? Chào cả nhà ăn gà xào lăng cho mình nghe. Chào ông bà chú luôn. Gà xào lăng. Chào cả nhà nha, mình ăn chưa nha. Chưa gà xào lăng. Nhào văn với con ông bà chú. Nhào văn với con nha. Rồi tên ăn gì đó? Xào lăng hay là xào cái găng? Ai còn để cái đùi không? Cái đùi chưa bà ba rồi. Rồi cả nhà ăn thịt gà cho mình cả nhà ơi. Gà hạt đi. Nè cái đùi nè, tao nói cái đùi nè. Đó, đùi đó. Ok, ít cô. Cái này. Cho đi. Để cho cái nó nhậu nguyên tốt đi. Ok, ít cô. Đây, mời cái nhà cái mè nha. Mình ăn mình cái mè trước nha. Tụi nó ăn gì gấp con? Nó ăn gì? Đùi. Cái đùi đó, cô ba đùi nha. Đùi đó. Ngồi ăn đi. Cô khoái đùi. Đùi rất đùi đùi đó. Cái chuyện hồi leo lửng luôn nè. Nè, mà ăn đùi này ha. Đùi chặt cái đó. Cái đùi mà chặt cái đó. Ngon lắm. Cái ăn này nào? Cái ăn thấy thịt xong luôn đó con. Nhờ với nhau, gà, gà. Cô mất cô này thịt tình thịt chứ. Ngon ha. Ngon. Mất con đi cho nó lẹ. Vậy đi. Mở mời cô chú. Mở mời cô chú. Mở mời cho chú ăn cái câu miếng nha già. Mời không nhìn đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình chấm cho nó nhà ăn miếng bánh mì ngon. Đúng rồi. Mời cái nhà nha. Mời cả nhà ăn mì với mình cả nhà ơi. Cha không tin? Cha. Cái chấm này hử nè. Cái này cũng đậm vị vừa ăn nè. Nấu nó sắc xuống rồi mới vừa ăn. Rồi nhét cho nó không ăn được. Ừ, ăn được. Ăn cái ruột á. Rồi nó ăn mày, nó ăn cái ruột không à. Ăn mình ăn thử miếng thịt gà coi nó dai không nha. Mà cái nhà nha. Ừ. Còn dương gà nồi mà, gà nồi luôn. Đánh cống gà nồi mà. Ừ. Vừa ăn. Còn đồ dai như nãy mình nấu cũng lâu á. Để bên mì bên đây bột hồi nó móc ruột nè, hết trơn nè. Bà nhà miếng bánh mì nha. Bữa nay ăn không mời ai luôn á. Ý này gì vậy? Con mời ông bà con chú ăn cho hả? Mời con chú ăn đi con. Bà chú hết trơn nha. Con mời con chú ăn mấy ngày bữa cho con nha. Mày bự. Ừ. Ở mì bự. Ở nhà con mì nha. Ừ. Mày có mì không? Ngày cùng nữa ha. Hai chó giờ ăn miếng dùa. Đợm. Nào miếng dùa. Ăn dùa. Nó ăn chắc béo không hả béo? Bởi vì nó chó ăn xào dừa. Xào ăn dừa. Mày nhà miếng quyết nha. Dạ. Đúng rồi, lâu lắm á. Ăn gà với mình cái nhà ơi. Là có muốn cho chồng không? Không. Cốc ăn hết rồi. Chồng ăn rồi. Chồng bị lối à. Nó không tầm á, ăn món cà phê. Thấy có chừa cha chưa?
Rồi rồi. Hồi nào? Ở chỗ đây nè. Đâu kỳ á? Chỗ đây nè. Chỗ đây nè. Ba ba. Đây cô hai bài hay. Ở giờ dục với mình. Ăn hồi cuốn này có ngọt không? Cái mặt mẹ ba ba. Nó đỏ lờ mà. Ba ba. Nắng thì nắng là đỏ. Ba ba. Con đi dại vô kìa. Ba ba. Thôi. Thôi ăn đi đừng giỡn. Thôi à, lấy ổ khác móc cùng bà ba quấn đòn con à. Để người khác tặng. Không bỏ ai ăn con. Béo quá. Hết sức béo. Ngon quá cả nhà ơi. Nó bằng nước cốt dừa không luôn á. Mở miếng thịt đi nãy giờ mở bánh mì hoài kỳ quá. Ý là không có pha thêm nước á. Nó coi như là mày không có không thêm hoài, không có thêm mà cái nhà miếng thịt ba cái sữa á. Nguyên chất luôn á. Rồi xuống con, không được đâu, bỏ vô. Bỏ ra đi. Nó bỏ ra đó. Đi chút ngồi lại làm sao xương mà làm giờ gì được. Nhưng mà không ăn xương này. Ăn ngon cái này luôn. Mà nhà ăn củ hành. Ăn cà rau quất không? Ăn cà rốt. Ăn cà rau quất nha. Ăn cà rốt này. Ăn cà rốt cho nó bổ. Đi ăn đi. Không nữa. Anh nói không hả? Cho nó bổ. Đắp cho nó vậy á. Cái này là cái đồ chánh nè. Chấm nha, mời cái nhà luôn nha. Em mời cái nhà nha. Ăn giống dữ tiếp. Ăn luôn đi cho nó vậy ạ. Ngọt nữa không? Trong ấy nó ngồi cái tủ cho nó ăn. Con cháu lắp rồi. Ăn đi con. Thịt đó con ơi. Ăn đi. Cầm đi. Cạp đi. Hay đó. Ừ. Ừ vậy đi. Dạ, cậu ăn. Vậy đi cho lẹ. Mà mẹ ăn gì? Ừ, lúc con gấp này. Đừng có gấp nữa, con không ăn mà gấp hoài. Cái mày kìa. Hoài. Mày. Nhiều chuyện như đó. Ừ, con biết rồi. Con biết rồi, con biết lắm rồi đó. Biết cái nằm tới con hả? Mẹ không biết không? Không. Con mề hả? Con mề hả? Con có mề này bớt không? Cái mề á, biết cái mề không? Con mề nào? Nè. Đây, ăn con gì mà hỏi cái mày nào trời? Cái mày cái ai hả? Mày nói ý dốc cho mẹ luôn. Sao con không ăn đi? Ý không ăn. Rồi một chén nha nha. Con gái mà. Cái nắng nó ốc cũng vậy. Cái này cái mày nữa nha. Nắng nắng. Nắng ốc mình giờ. Cho luôn cái này luôn. Ăn ngoài bán. Mì nha. Ăn miếng ăn mì ăn mì cả nhà củ cải cũng miếng mà thọc củ hầm rồi cũng cho bài bán luôn cả lót luôn thôi thôi được rồi. Em mời cái nhà miếng củ hành của mình nữa, mình kết thúc video nha nha, video mình cũng dài rồi nha, trời trời luôn quá rồi hết một tấm luôn á, tự nhiên cái mẹ nó tới hù rồi ta. Mẹ ăn miếng này không? Dài lắm. Mình kết thúc video luôn nha cả nhà. Cả nhà cứ mến kênh mình thì cho mình một like, là đăng ký kênh để có động lực làm tiếp nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Bye bye bà cô chú. Bye bye cô chú. Nhà nghe mơ lập trời. Bye ông bà cô chú. Bye bye cả nhà nghe. Bye cả nhà. Bye cả nhà. Nấm chú cho gái ăn.